làm bà có thịt bà dưới xe đâu. Chứ bây giờ không thể nào mà một tấc tèo trăng hai cái chân vàng được. Em muốn bạn em cũng chuẩn đi. Nói chung thích phụ nữ đó chị. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, chào cô Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào toàn thể quý khán giả. Rồi, chào em. Chào bạn. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các vị khán giả và chào cô bạn bên kia. Em tên Phạm Tấn Tăng, 34 tuổi. Thăng, 34. Phạm Tấn Tăng, Tăng Trang. Xe Tăng á hả? Tăng Trang anh. Tân Tân, à, Tân. Phạm Tấn, Tấn, Tân. Anh làm nghề gì? Em làm bên kinh doanh giữ xe. Kinh doanh? Dịch vụ giữ xe du lịch với... giữ xe du lịch, tức là có cái bãi. Bãi dưới dạ cầu, cầu chữ Y. Cầu chữ Y, lâu chưa bạn? Được hơn 5 năm rồi. Cái đó là mình làm nhân viên hay là bãi giữ xe đó của mình? Bây giờ nó khoán lại cho mình, đợi cho mình thầu bãi xe. Thầu coi như chủ đó. Ngon lắm nha, giữ đêm mà xe đông đông, ngon lắm á. Còn bạn gái em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Thái Kim Phê. Hả? Thái Kim Phê. Thái Kim Phê. Thái Kim Phê. Thái Kim Phê, cà phê đó anh. À phê, phê. À phê đang làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên kinh doanh tại công ty Dương Quang. Năm nay em 26 tuổi. 26 tuổi. Em là nhân viên phòng hóa lại. À vậy là nói chuyện cũng hay lắm nè phải không? Tiếp xúc khách hàng. Rất là dây nóng đó. Má em cũng nói thấy con mình cũng được mà không biết tại sao lại ế. Thế em có hiểu tại sao không? Bản thân em cũng mâu thuẫn rằng là em trong công việc và em ngoài đời sống thì nó không giống nhau. Ủa là sao? Mình là mình thôi chứ. Em trong công việc thì hơi khó tính với lại là nóng, bình thường. Nhưng cũng dịu dàng. Cũng dịu dàng, dễ thương. Thế mình có mấy mối tình rồi? À em cũng được hai mối tình chính thức. Chia tay bao lâu rồi? 2 năm rưỡi rồi đó chị. Tại sao chia tay cái mối tình đó? Chắc có lẽ là do tình yêu nó không có đủ lớn á chị. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua một mối tình. Mới có một hả? Dạ. Tại vì quan điểm của em á là khi mình muốn quen bạn gái là mình phải cố gắng làm sao có là dự định tiến tới hôn nhân. Và mình phải có điều kiện để mà lo cho bạn gái và ví dụ như tương lai cho con mình sau này. Sắp tới là sẽ cưới vợ, đúng không? Chúng ta đã chuẩn bị gì? Có tiền đủ chưa? Lo cho con, cho vợ chưa? Chứ đến đây xong rồi bên kia đủ, người ta nói cưới sớm mà không đủ thì sao? À, lo con, lo vợ, tiền cưới thì có thể làm lo được hết. Lo được hết rồi đúng không? Dạ. Chứ nếu không được cái nữa chia tay nữa mệt lắm. Giờ có nhà cửa gì đây chưa? Nhà thì chưa, tại vì nhu cầu của em thì hiện tại bây giờ em làm bãi taxi, bãi dưới xe luôn. Cho nên là chưa có nhu cầu về nhà cửa. Phải tính để quen bạn gái thì có gì đó nhu cầu làm việc thích hợp thì mình hãy mua nhà. Bãi xe em giữ khoảng được nhiều chiếc? 4 chiếc du lịch. 4 chiếc du lịch, chưa tính xe máy đúng không? Dạ. Ủa mà sao nguyên nhân gì tại bạn lại đi làm cái công việc là cái thầu có bãi giữ xe? Thì trước đây mình làm cái gì? À, trước đây em đã từng học trung cấp điện công nghiệp, xong rồi ra trường đến giờ đi bộ đội. Xong rồi em đi ra bảo trì điện. Bảo trì điện thì một thời gian thấy công việc nó bấp bênh quá, cho nên em xin chuyển qua bên giữ xe. Nay thấy công việc thì cũng ổn định rồi, nên có thể mình kiếm bạn gái rồi tiến tới hôn nhân. Đi bộ đội mấy năm? Dạ 1 năm rưỡi chị. Ở quân trường mấy bao lâu? Quân trường 3 tháng. À, 3 tháng vậy là cũng tính kỷ luật quân đội cũng cao rồi đó ha. Không có mà chơi nữa. Bạn nữ của mình có những ưu điểm gì? Em là người rất là vui tính, có trách nhiệm, với lại em là tự lập rất là tốt. Mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Phải to con một chút, bởi vì em là đô rồi. Cao 1m7 trở lên. Chị dữ vậy? Em 1m67 rồi chị. Mang dép nữa 1m7 rồi. Rồi đứng đứng lên coi cái coi. Chà, cao dữ ha. Rồi. Thế nhưng mà về tính cách á, thì bạn em mà trai em nhất là một người trầm tính một chút. Em nóng rồi bạn trầm thì nó mới dung hòa với nhau. Đúng rồi. Thứ hai nữa là có công việc ổn định. Chứ bây giờ không thể nào mà một tấc tèo trăng hai trái tim vàng được. Nói chung là muốn đi đến lâu dài thì cần phải có thực tế một chút. Chứ bọn em cũng qua cái tuổi mà yêu cho biết, yêu theo cái quán tính rồi. Cái điểm gì bạn không thích ở người bạn trai? Gia trưởng, chia ly tính toán quá chị. Bóng bẫy quá. Bởi vì em bây giờ nó không phân biệt đâu là thật đâu là giả cả. Em muốn bạn em cũng chuẩn đi. Nói chung thích phụ nữ đó chị. Tụi coi cái giới tính bên đây có rõ ràng không? Rồi chị. Không, bộ đội mà đúng không? Mạnh mẽ, khỏe mạnh. Anh cao nhiêu? Cao 1m7. 7 vừa chuẩn luôn ha. Khỏe không? À, khỏe. Chuẩn men không? Dạ chuẩn. Chuẩn men ha. Hơi trầm tính đó, đúng bên kia yêu cầu luôn đó. Không, cho em hỏi tiếc. Mà tiến tới hôn nhân thì nó phải bền vững, chứ không thể một túp liều tranh hay quả tim vàng. Thế anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để kết hôn chưa? Gần đủ. Gần là còn thiếu cái gì? Thì bây giờ còn thiếu một cô bạn gái nữa. Tôi chuẩn bị đủ điều kiện, mua đất rồi, mua nhà rồi. Bao nhiêu lâu nữa thì anh có thể tiến tới hôn nhân được?
Nếu hai người quen nhau mà tìm hiểu nhau, hiểu nhau được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân, không cần thời gian. Anh này rất là trầm tính, dễ thương, cầm vờ lai. Hôm nay anh đi đến đây với ai? Dạ đi với bạn, đứa em, đứa cháu. Rồi, bây giờ mình hỏi thăm như thế nào nha. Rồi, xin mời người nhà. Hợp với anh Tật. Chị này thì hoạt bát, dễ thương. Hợp đó. Hợp đó ha. Rồi, về ổn rồi. Mình đi với ai em? Dạ, em đi với sếp với lại cháu trai của em. Ồ, có sếp nữa hả? Đâu ạ? Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì nói chung á, bây giờ thấy anh Tân á thì cũng ít nói, thì thấy là trầm tính. Còn về phía của Kim á thì thực sự do cái tính chất công việc á, đa phần mấy bạn sale á rất là năng động là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, mình làm trong môi trường sale thì cái áp lực về cái công việc cũng rất là lớn. Nói chung á thì em chỉ chia sẻ cái công việc của bạn Kim thôi, còn về hai bạn hợp nhau hay không hợp nhau á thì chắc có lẽ là ở quyết định của Kim. Ủa mà sao chị lại kêu là Kim? Phê mỗi lần hỏi, ủa em tên gì? Em tên Phê. Đóng danh Quyền Linh vậy? Tên gì? Khuê hả? Không, Phê, cà phê. Nên thành ra là lấy Kim thì nó tiện xong vô và thuận lợi trong công việc chị. Có sếp đi cũng đỡ vững tin hơn ha. Chào anh Quyền Linh. Chào Phê. Phê. Không có ấn tượng mà cứ kêu là Phê. Tự nhiên ấn tượng cái tên cũng vậy nữa. Đôi khi người ta ghép mặt, ta nghe tên tự nhiên ta nhớ hoài luôn. Chứ Kim thì... nhiều người tên Kim lắm. Dạ đúng rồi. Ha. Tên em đặc biệt lắm, nghe lần là dễ nhớ. À, sếp nói đúng á, các bạn sale rất là năng động, à, rất là nhanh nhạy, giao tiếp tốt. Anh bộ đội bên đây cũng trầm tính chút xíu. Vậy thì người nói có người nghe anh. Có người nghe rồi chắc ăn rồi. Ha. Dạ. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định, kéo màn lên cho hai người gặp mặt. Mời anh. Lúc nào trầm tính chứ lúc này phải nói anh, phải năng động lên nha anh. Bạn của ba của. Dạ em cảm ơn. Em nghe nói anh Tăng đi trước có đi bộ đội đúng không ạ? Đúng rồi. Em nghe thật sự là em rất là có cảm tình với những người mà đã đi bộ đội về, bởi vì mình sẽ chín chắn hơn. Anh nghĩ thì nếu mà hai người thì cần điều kiện gì thì mới đi đến hôn nhân được? Em dự định là ở đây luôn chứ? À, nếu mà dự định ở đây thì mình có thể mua nhà, chung cư hay gì đó. Bản thân em thì hôn nhân thì em chỉ cần là hai người có tình cảm với nhau, cần nhau trong cuộc sống thì em nghĩ là đó là điều kiện đủ đi đến hôn nhân rồi. Dạ, anh cũng em quay vậy. Lại anh có thấy thất vọng lắm không? Không, bình thường anh không quan trọng về bên cái ngoại hình bên ngoài, mà quan trọng là bản chất của một người đó như thế nào thôi. Là bên trong. Má em nói bạn chắc em là tốt rồi đó. Vậy là chắc là hợp với anh. Nhưng mà người cũng đẹp xinh mà. Quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Tình yêu là mình phải chung thủy. Em thì không thích sống thử. Và cũng không hết người con gái đã sống thử. Nếu có gì đã lầm thì cũng... À, cái này hơi căng. Dạ. Nha. Thí dụ như bây giờ mình lấy vợ rồi mình gặp vợ mình đã từng sống thử thì sao? Thì em đã nói là em có thể là chấp nhận nếu là bị lỡ lầm thôi. Anh đã từng sống thử chưa? Chưa. Quan điểm của em là tình yêu lúc nào cũng phải trong trắng. Khi mình sống thử như vậy á, thì ví dụ người kia còn thì mình hại với người ta, mình không thích. Khi nào mà em nhắm khả năng mà em có thể mà cưới được thì em sẽ ấy. Đàn ông cũng hay có một cái tính gọi là không thích người yêu mình đã sống thử rồi, thích người yêu mình còn trinh trắng như vậy. Nhưng đa số người đàn ông là gặp phụ nữ luôn luôn muốn sống thử trước, muốn gọi là chiếm đoạt trước. Hai cái này nó rất mâu thuẫn với nhau. Sống thử không sống thử nó quan trọng là mình đối xử với nhau tốt hay không thôi. Bây giờ thí dụ như anh lấy một người phụ nữ chưa bao giờ sống thử nhưng mà nó không hợp với nhau một thời gian, anh chia tay rồi người ta cũng phải đi tìm người yêu chứ. Nếu ai cũng gặp như anh vậy thì phụ nữ người ta khổ à. Không, em nói ví dụ như có lẽ làm một lần thì cũng chấp nhận rồi. Một lần thôi hả? Hai lần được không? Hay hành xui. Hành xui. Đôi khi cái này không được nhưng cái khác được có thể bù qua. Đúng rồi. Quan trọng là đối xử dạ. Mình thế nào thôi, sống với mình thế nào thôi. Còn cái chuyện tinh tiết á, quên đi cái quan điểm ấy đi. Cả thế giới bây giờ họ cũng đâu có quan trọng điều đó đâu. Rồi, chấp nhận. Chấp nhận ha. Chấp nhận. Từ đây về sau đừng bao giờ quan điểm điều đó nữa nha. Theo mình là đàn ông mình nghĩ như vậy. À, ví dụ như là mình chấp nhận là ví dụ như trước đây người ta đã làm nhưng mà sau này ví dụ như mà cưới về mà người ta ở ngoài nó là không chấp nhận. Đúng rồi, cái vụ đó không được rồi. Dạ ha. Dạ. Ok rồi. Okay. Tiếp tục. Anh làm em hú hồn. Anh có gia trưởng lắm không anh Tăng? Không, sống của anh thì vui vẻ hòa đồng. Em nghe mới đầu em nghe suy nghĩ của anh thì em nghĩ là anh cũng hơi gia trưởng. Không, những người mà tiếp xúc anh lần đầu tiên thì cho anh là khó chịu, nhưng mà khi mà tiếp xúc vài lần thì thấy anh là quá dễ. Em thì suy nghĩ rất là thoáng, nhưng mà cái vấn đề là sống thử trước hôn nhân thì em tán đồng với anh, bởi vì em cũng quan niệm như vậy.
làm gì làm, tôi cưới xin xong tính. Cảm nhận của nhau lần đầu tiên gặp mặt. À, lần đầu gặp bạn này thấy cũng được, cũng dễ thương. Và không biết mình có cơ hội để tìm hiểu thêm không? Thì em thấy anh Tân cũng là người hợp với cái những cái thông tin em đưa ra đó. Bạn có ngại chuyện lớn hơn nhiều tuổi không? Không anh, em thích những người lớn hơn nhiều tuổi. Em nghĩ thì họ sẽ suy nghĩ chín chắn hơn em rất là nhiều. Theo tôi thế này, anh Tân là một trong những người ít nói, trầm tính. Có đôi khi anh trong lòng anh muốn rất là nhiều điều nhưng mà đôi khi không có nói không được. Tuy là cũng cứng cỏi nhưng mà cũng nhút nhát. Nào. Mình có 3 tiếng đếm. Mà anh Tân để tay vào nút bấm. Một cô gái năng động, một cô gái giỏi trong giao tiếp, biết tự lập, một chàng trai cũng cứng cáp, điềm tĩnh, ít nói. Không biết họ có hòa hợp hay không. 3 2 1. Hết thời gian. Anh Tân là anh nhấn rất là dứt khoát. Còn hình như bạn có một chút đắn đo suy nghĩ. Dạ, em mới đầu em nghe quan điểm đầu tiên của anh ấy về trinh tiết với anh thêm sợ là người rất là gia trưởng. Nhưng mà em suy nghĩ lại thì một điều nó không nói đến điều gì hết. Nên em cũng cho bản thân mình cơ hội. Thôi anh suy nghĩ thôi chứ anh cũng rất là dễ thương ha. Cũng biết thay đổi những cái suy nghĩ của mình khi mà người khác trò chuyện. Gửi tặng hai bạn món quà của Samac E5. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có những buổi xem phim rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình ạ. Nào hãy nắm tay cô ấy. Đi xem phim, mời hai bạn. Đàn ông phải nam tính, phải mạnh mẽ. Vặn vỡ càng tốt, bụng hay nhỏ. Khuyết điểm của em là không có được đẹp trai thôi chứ còn gì thì cũng được. Lo muốn chết luôn, anh này anh ít nói quá. Đúng, nhưng mà không sao đâu, anh nghĩ rằng trong mắt của họ đã tìm thấy một điều gì đó. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai để nhận những chiếc vé này quý vị nha. Thảo Mai. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Rồi, chào bạn. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, các anh chị và các bạn ở trường quay. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Châu, em 30 tuổi. À, em đang làm công việc gì? Em là kiểm toán viên. Quê em ở đâu? Em ở Long An. Kiểm toán viên mà chị nghe chị tưởng là em làm cái gì đó về nghệ thuật, cái MC hay là gì đó. Bây giờ mình chờ bạn trai của mình giới thiệu đã nhá, rồi mình sẽ trò chuyện. Mời bạn trai. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Hoài, 29 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại em làm quản lý nhân sự của một công ty xây dựng. Tôi nghĩ rằng bạn quan hệ rộng rãi với rất nhiều đối tượng với công việc của bạn. Quản lý nhân sự mà, vì thì lý do tại sao ta chưa tìm được một nửa yêu thương của mình? Có thể là một phần vì em ngoại hình mình không có được đẹp mắt như mọi người. Với lại công ty em là chuyên về xây dựng, chủ yếu là các anh nam và các chị đã có gia đình rồi. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình là cũng nhiều đấy. Dạ. Sâu đậm nhất là mấy năm? Sâu đậm nhất là 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Tại vì đôi lúc cách quan tâm của mình chưa có đúng với cái ý mong muốn của người ta. Nên là... Là bạn quan tâm nhiều quá hay là tại vì bạn không quan tâm? Cách quan tâm của mình thì không đúng. Cũng có cái trường hợp mình cũng không quan tâm. Hồi nãy bạn nói là bạn 29 tuổi hả? Dạ. Bên đây thì lại là 30 tuổi. Em là 87. 87. Có nghĩa là ngày sinh của em là tháng giêng 87. Nhưng mà thật ra thì nó lại vướng âm lịch 86. Cho nên là em vẫn luôn mặc nhiên em nghĩ mình là tụi con cọp. À, nhưng mà thật ra là mình sinh năm 87 đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là bạn trai bên kia sinh 88 hả? Dạ 87 ạ. 87, ủa 87 gì bằng tuổi mà. Tự nhiên giới thiệu tôi tưởng đâu là bên đây lớn hơn bên kia 1 tuổi. Nhưng mà bạn bên kia bạn sinh tháng mấy? Trời ơi còn tháng gì nữa. Nhà muốn là kêu bằng chị hay sao mà hỏi rõ vậy? Dạ không có. Em giới thiệu về cái sở trường của mình, những cái năng lực của mình. Theo mọi người nhận xét thì họ nói là em dịu dàng và cư xử khá là khéo léo. Nhưng tại sao mình lại không có bạn trai? Thực ra là em đã trải qua một mối tình rồi. Và có lẽ là cái duyên đã đến nhưng mà cái nợ nó chưa đến.
Cho nên là đến bây giờ vẫn còn độc thân. Tại sao mình chia tay mối tình đó? Có thể nói là do họ hết yêu mình. Chuyện cũ bỏ qua, nói chuyện mới đi. Thì mình mong muốn đến cái chương trình mình tìm một người bạn trai như thế nào? Không xét miết vào quan niệm khắt khe về tuổi tác. Đàn ông phải nam tính, phải mạnh mẽ, vạm vỡ càng tốt, bụng hơi nhỏ. Bụng hơi nhỏ với bụng như anh Quyền Linh là thua rồi, phải không? Dạ không, bụng anh Quyền Linh vẫn được. Vẫn được. Đàn ông thì phải chấp nhận giao tế, bụng to một tí là vẫn ok. Nhưng mà bụng mà bụng phệ, bụng bia thì... Ủa, giao tế, cái đó hơi ngại. Giao tế mắc gì bụng to? Uống bia đó. Phải nhậu, phải uống bia. Dạ, chấp nhận bạn trai uống bia luôn, người bụng to hoài. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự vẫn sang như thường. Dễ tính quá ta, bạn gái này rất là dễ tính. Em rất thoáng trong mọi chuyện, thích nhậu nhiệt hay là cái gì đó, tứ lỗ tường cũng được. Nhưng tứ lỗ tường cũng được. Nhưng quan trọng là người đó biết dừng lại đúng lúc. Dạ đúng rồi, chừng mực, biết họ phải kiên nhẫn trước những sự cám dỗ ảnh hưởng đến tình yêu hôn nhân gia đình. Quá giỏi luôn. Bạn trai cảm nhận như thế nào về những cái yêu cầu của bạn nữ đưa ra? Em thấy em đạt cũng khoảng 90%, còn 10% là tại cái bụng. Bụng sao? Cũng hơi bự bự hả? Cũng cỡ anh Quyền Linh chị. Rồi, bạn có yêu cầu bạn nữ thế nào? Tương đối cao, không có nhuộm tóc màu sặc sỡ. Nhưng mà bên đây em lỡ nhuộm tóc rồi thì sao ta? Màu nhẹ không em? Tao nói không có nhuộm tóc xanh đỏ hết. Em không biết là anh quan niệm sặc sỡ của anh là như thế nào. Nhưng mà ta nhuộm tóc là quyền của người ta. Nhuộm tóc cho đẹp, sao mà em không thích là sao? Mà sáng quá kỳ lắm anh ơi. Sáng đâu có sao đâu, người yêu mình đẹp mình có quyền tự hào chứ. Dạ. Rồi còn không thích gì người phụ nữ nữa? Chơi bời hoặc là... Chơi bời là gì? Đi ba đi này nọ nhiều. Đi ba thì người ta đi giải trí, xả stress. Đi vào ba tí có sao đâu. Dạ, giải trí ở mức độ là thường chứ không thường xuyên. Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng được. Bên đây người ta thoáng, người ta cho bạn tứ đổ tường cũng được nữa mà bạn kỳ cục quá à. Nè bây giờ thí dụ như giờ bạn gái hôm nay mặc đồ hơi thoáng thoáng một chút, quần short đồ mắc mẻ một chút, sexy một chút, bạn chịu không? Dạ thích. Kỳ vậy. Thích thì sao ta nhuộm tóc nhuộm đồ là cho làm đẹp thì là không chịu. Bạn có tật xấu gì không? Khuyết điểm của em là không có được đẹp trai thôi chứ còn gì cũng được. Kể một số ưu điểm không? Ca hát được, với lại làm thơ. Quảng cáo không có tin thơ đâu. Đi làm thơ đi. Bấy lâu bị ế nhăn răng, chương trình điện thoại báo rằng tìm ra. Anh vui quá xá quà xa, đêm ngày thao thức nghĩ xa nghĩ rần. Em ốm thì anh sẽ giảm cân, em mập thì anh sẽ ăn gần bằng em. Làm sao thì cho hai đứa xem, ví dụ như là em cao thì anh sẽ đi thêm doctor. Em đừng lo nghĩ vu vơ, em lùn thì anh sẽ cõng trên bờ với anh. Anh không lựa chọn vòng quanh vì tinh duyên số đưa anh gặp nàng. Giờ đây anh đã sẵn sàng, chờ mong giây phút mở màn gặp em. Được, tôi kết rồi đó, tôi kết rồi. Được nha, bạn đã ghi được thêm 5 điểm trong lòng của tôi. Một bài thơ rất hay và ý nghĩa. Em có sở trường gì không? Em biểu diễn lại cho anh xem. Em có học dance sport nhưng mà thời gian qua cũng bận quá cho nên là cũng bỏ. Chỉ có thể biểu diễn một vài động tác. Được rồi, được. Vậy là được rồi. Qua coi Linh, qua coi Vui Linh. Đứng lên em, làm liền. Nhưng mà em mặc áo dài cho nên là các anh chị các bạn... Khánh Thi mặc áo dài vẫn nhảy đẹp như thường. Giống như có nhạc thì tốt hơn ạ. Có nhạc. Rất là uyển chuyển, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, dễ thương. Lắc qua lắc lại cũng dẻo lắm. Nhưng mà chắc mình cũng phải có khuyết điểm chứ hả? Dạ đúng rồi, con người mà chị. Em khó tính mà nóng tính. Vậy mà nóng tính hả? Dạ đúng rồi. Cái điều gì bạn không thích ở một người đàn ông? Có lẽ lượng thường, không gọn gàng, quá bảo thủ và độc đoán gia trưởng. Rồi, hy vọng là bạn trai bên đây sẽ phù hợp với bạn. Chào bạn. Nãy giờ bạn cảm nhận người phụ nữ bên kia như thế nào? Là một người phụ nữ rất là dịu dàng. Bao nhiêu lâu thì bạn có thể tiến tới hôn nhân được? Gia đình em cũng đang rất là mong chờ điều đó. Nhưng mình đã chuẩn bị gì sẵn sàng cho đám cưới chưa? Tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu cô dâu thôi. Phải không? Dạ. Thôi vậy cũng được rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em ạ. Rồi, chúng ta gặp bạn thân của bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường ạ. Bạn của bạn có phải là một người khó tính không? Thực ra thì bạn của em cũng không đến nỗi là khó tính lắm. Bạn cũng có một số bạn gái theo đuổi nhưng mà tại vì chưa có phù hợp với bạn nên là bạn chưa có chọn. Vậy thì nãy giờ cô gái này bạn cảm giác là phù hợp chưa? Bạn này rất là dịu dàng, nhìn mặt cũng rất là dễ thương và giọng nói cũng dễ thương giống người. Nên em nghĩ là bạn em sẽ chọn. Cảm ơn bạn. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì Tư và em gái của em. Dì Tư thấy sao dì Tư? Nãy giờ thì thấy tính cách của hai cháu này cũng tương đối, cũng
gần gần được với nhau thôi chứ cũng không chưa hợp lắm. Chưa hợp lắm. Hồi nãy em nói đi với dì và em gái hả? Dạ đúng rồi. Chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em nhìn thấy anh bệnh như thế nào? Em thấy anh cũng được, nói chung cũng hiền và đứng đắn. Em nghĩ là chị em với anh cũng nên cho một cơ hội tìm hiểu, sau đó thì là do sự quyết định của hai người. Rồi, kéo màn lên, quan trọng hai người thôi. Chúng ta hãy nhìn nhau thật kỹ. Mời bạn. Cảm ơn anh. Tặng em bức tranh. Bức tranh này cũng có ý nghĩa lắm. Nếu em nhìn thoáng qua là một cô gái đang đứng rất là cô đơn, đang nhảy múa. Và nếu nhìn một cái cách nhìn khác thì là hai người đang hôn nhau, đang rất là hạnh phúc. Anh muốn gửi gắm một cái thông điệp là em muốn là một cô gái này hay là em muốn là một cô gái này. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Nếu như mà em có một người chồng không có được đẹp trai thì em nghĩ sao? Quan trọng nhất là người đó có yêu thương em hay không, người đó có chân thành và trung thủy hay không. Ngoại hình cũng là một yếu tố ảnh hưởng nhưng mà nó không quá quan trọng. Còn anh thì thế nào? Anh cũng nói là nhìn một con người không có quan trọng về ngoại hình nhưng mà nhìn em là quá đạt tiêu chuẩn rồi. Cảm ơn anh nhiều. Cho em hỏi, anh có e ngại khi mà quen với một người con gái tuổi Dần hay không? Thực tế thì anh không có quan trọng vấn đề đó. Nó không có ảnh hưởng, chủ yếu là hai người yêu nhau và cùng cái cách nhìn để mà sống. Em đã sẵn sàng lập gia đình chưa hay là chỉ là muốn để tìm hiểu? Thật sự là em đã sẵn sàng lập gia đình từ lâu. Bởi vì kết hôn trễ thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều vấn đề về con cái, mọi thứ sau này. Lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Con cái ai đẻ? Ý không? Gì? Tiền bạc ai giữ? Con cái mấy đứa? Em muốn mấy đứa. Chứ có lẽ là hai. Anh cũng nghĩ vậy, tại vì trong cái phạm vi cuộc sống này thì mình để làm sao mình giới hạn được, mình có thể đảm bảo cho cái cuộc sống của con sau này. Anh là một người có quan niệm hiện đại hay là phong kiến? Anh là người có quan niệm hiện đại và thích cách sống hiện đại. Anh nghĩ là em cũng là một người có suy nghĩ chín chắn và biết lo cho gia đình. Chúng ta nên có một cái cơ hội nào đó. Anh nghĩ rằng ở chỗ cô gái cũng vẫn còn một cái điều gì đó nó trăn trở chút xíu, chưa biết cô bấm nút hay không. Vậy thì em sẽ có cơ hội là 30 giây nữa tỏ tình với cô ấy bằng mọi cách, lời nói, bài hát hay cầu hôn gì đó, tùy em. Em có 30 giây, bắt đầu. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Tiếp tục. Dạ hết anh, tiếp đi. Lâu lâu thuộc câu câu chọt chọt. Trời, đang ngon, đang ngọt, tự nhiên có nhiêu đó vậy. Làm cục hứng quá anh này. Rồi, để tay vào nút bấm bạn. Thích, đồng ý thì mình sẽ nhấn mạnh vào. Suy nghĩ thật kỹ nha. Vẫn còn một chút suy nghĩ, một chút đắn đo từ cô gái ấy. Liệu cô ấy có bấm nút hay không? Nào, sau 3 tiếng đếm ta biết được điều đó. 3 2 1 Hết thời gian. Nào, hãy đứng lên. Một trái tim màu hồng cùng chung nhịp đập. Chúc mừng hai bạn. Đây là những món quà của Sao Mắt P5. Nhìn lên tự nhiên tự động nắm tay ta luôn vậy. Nắm đi bạn, tự tin lên. Nãy thấy nắm rồi. Cho phép mình nắm. Cho đâu, nãy chưa cho, mới đứng lên cái lòng nhào vô nắm rồi, xin gì nữa. Chúc mừng các bạn. Đây là chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là lãng mạn và hiểu nhau hơn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Con có ưu điểm là con nhiệt tình trong công việc, nếp sống sạch sẽ ngăn nắp tí. Điểm mạnh của con là rất là thích hát nhưng mà mặc dù hát không có hay. Biết nấu ăn nhưng mà chút chút thôi. Đôi khi cũng hay nóng tính nhưng mà cũng rất là nhanh nguội luôn. Còn về anh ạ, nhận xét em thế nào? Em mình con người dễ thương sẵn rồi. Cảm ơn anh. Và mang một nụ cười khiến bao nhiêu người đàn ông phải chết rồi. Trời ơi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì nhà gái, nhà trai chỉ cách có cái hàng rào thôi. Hai bên nói lớn lên để mình cảm nhận từ ngay lúc này nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị và các bạn. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào bạn chơi
Em xin giới thiệu là em là Lương Văn Hoàng, quê ở Hà Tĩnh. Và em đến đây tham gia chương trình này. Hồi học quá. Lương gì? Tên em là Lương Văn Hoàng. Lương Văn Hoàng. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay 24 tuổi. 24. Hiện nay làm việc ở đâu? Em làm việc hiện tại bây giờ đang ở An Tây. An Tây Bến Cát, Bình Dương. À, làm Bình Dương. Làm công việc gì? Em là nhân viên kỹ thuật điều hành máy. Máy để sản xuất ra giấy. À, máy sản xuất ra giấy. Mời nhà gái. Bên nhà gái mình giới thiệu lớn lên cơ. Chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Văn. Và chào bạn Hoàng bên kia. Chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Tuyết Mai, quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại em đang kinh doanh chuỗi cà phê sạch. Và bên cạnh đó em còn kinh doanh online nữa. Năm nay cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ, năm nay con 24 ạ. Hoàng có ưu điểm, khuyết điểm gì? Con có ưu điểm là con nhiệt tình trong công việc. Hay giúp đỡ bạn bè anh em. Nếp sống sạch sẽ ngăn nắp tí. Nếp sống sạch sẽ ngăn nắp hả? Dạ. Được. Rồi có những khuyết điểm gì? Có thể là trong công việc, người đó có thể lớn tuổi hơn con. Biết cái này con chỉ cho họ, nhưng mà con hơi nóng tính tí. Nhưng mà là sau... họ đúng không? Dạ. Không phải là la, nhưng mà chỉ mà trên đôi lúc là hơi to tiếng. Hơi thôi. To tiếng. Sau lúc đó là bình thường. Đối với người lớn tuổi con lo to tiếng họ. Dạ không. Đau khổ to, lắm. To là chỉ to 1-2 tuổi thôi. À, chứ to như chú mà con lớn tiếng rồi chú buồn khóc luôn. Chú Quyền Linh là người con hâm mộ nhất rồi mà. Ôi giời, cảm ơn con. Làm chú tổn thương. Rồi còn Mai, bên đây con nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi con. Dạ. Điểm mạnh của con là rất là thích hát, nhưng mà mặc dù hát không có hay. Biết nấu ăn nhưng mà chút chút thôi. Còn điểm yếu thì rất là nhiều luôn. Đôi khi cũng hay nóng tính nhưng mà cũng rất là nhanh nguội luôn. Đi đường là rất hay bị quên đường luôn. Và rất thích đi du lịch nhưng mà bị sai xe. Nên là chưa được đi du lịch đâu hết. Rồi nhà trai, mình có mấy mối tình rồi? Em trải qua chỉ một mối tình kéo dài 3 năm mà. 3 năm là dài rồi đó. Nhưng mà sao 3 năm rồi mình chia tay vậy? Có thể là vướng mắc về phía gia đình. Mình không thuyết phục gia đình hả? Hay là tình yêu dạ chưa vậy. Đủ lớn? Dạ chắc cũng một phần vậy, với có thể rằng là yêu xa hoặc là khoảng cách về thời gian. Xa là xa không? Xa tầm khoảng tầm 100 cây à. Trời ơi, 100 cây gần quá. Còn rồi. Con thì sao nè? Dạ con thì trải qua 2 mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên. Thích thì mình cứ quen thôi. Dạ, đúng thôi bỏ qua đi. Dạ. Mối tình tiếp theo nè. Dạ, mối tình tiếp theo là trong lúc mà con đi giao cà phê thì có gặp một anh. Thì anh ấy cũng chủ động nhắn tin thì hẹn gặp, nhưng mà khoảng thời gian đó thì cả hai đứa đều vì áp lực của công việc á, nên khoảng cách nó cũng xa hơn và anh ấy cũng làm ở xa, nên là chỉ dừng lại mất tình bạn thôi. Do vậy là cái mối tình của tụi con là phơn phớt thôi đúng không? Dạ, phơn phớt bụi phấn thôi gì. Dạ. Rồi vậy giờ cô muốn biết là cái tiêu chuẩn mà người yêu của con là như thế nào để cô coi bên nhà trai họ có đáp ứng được không nha. Dạ, tiêu chuẩn thì khuôn mặt ưa nhìn, và đặc biệt con thích có nụ cười đẹp. Dạ. Chào con. Rất ưa nhìn, nụ cười rất đẹp. Nhìn đó con, cười có nụ cười rất đẹp. Đó. Được rồi đó con, cô thấy được rồi đó. Dạ, cao thì hơi con một xíu là được rồi. Con cao nhiêu? Con cao 1m65. Rồi xong. Dạ. Quá được luôn, nói gì nữa nè. Phải gọn gàng sạch sẽ. Con có gọn gàng sạch sẽ không? Hồi nãy con có nói rồi dạ, đúng không? Nói rồi. Đó là ưu điểm của đó con. Đó là ưu điểm của con. Dạ, ưu điểm con ơi. Mặc áo ủi lăng o luôn thấy không? Không hút thuốc. Nhậu thì lâu lâu thôi chứ không có nhậu mà quá. Con có vậy không? Con có thể uống bia và uống rượu. Nhưng mà con có lầy không? Con không lầy. Không lầy đúng không? Biết điểm dừng đúng không con? Dạ. Mà dường như là hai đứa tụi con có cái khuôn mặt phu thê sao? Wow. Thiệt, cái đó cô nói thiệt. Giờ giúp Nguyễn lên ạ. Mặt rất là nét. Phu thê không? Phu thê dễ đồng sợ đà. Mặt dễ nhớ lắm. Dạ, cảm ơn. Ta gọi là gương mặt điền ảnh đó. Dạ. Dán tóc lên cho nó sáng cái mặt chút xíu đó. Lấy cười tươi như thế. Theo con thì người mà cùng đi với con suốt cuộc đời là người như thế nào? Theo con thì đó là chỉ cần một người cao đến 1m50 trở lên là được rồi. Dư xăng. Dư đúng không con? Dạ. Dư. Có thể rằng là quan tâm và chia sẻ cùng con. Sao con? Cái này phải hỏi con. Dạ. Con cũng cần một người đàn như ông vậy quan tâm phụ nữ quan tâm lại thôi. Mình giống như cái gương vậy đó, mình cứ quan tâm người ta chắc chắn quan tâm lại thôi, đúng không? Dạ. Giờ Vân nghĩ là chắc phải hỏi người thân. Đúng rồi, hỏi cái người thân đi. Ừ. Con đi với ai? Dạ con đi với anh trai ạ, anh Phong. Anh trai. Anh trai đâu? À. Rồi. Trời hot boy ghê chưa? Cứ nhìn anh ra em nha con. Chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh.
mà bạn cùng chơi và tất cả các vị khán giả. Con là anh trai ruột của Mai. Mai thì sống tình cảm, còn đôi lúc thì Mai hơi kỹ tính một xíu. Mình nhận xét bạn trai là hiền, thật thà, và cái ngoại hình thì rất là ưa nhìn. Cũng mong muốn là Mai với bạn trai mình cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Dạ, xin cảm ơn ạ. Rồi. Hoàng đi với ai? Em đi với bà ông anh đồng nghiệp. Dạ, em chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em chào hai MC. Dạ, chào bạn cùng chơi. Em là anh làm chung với Hoàng. Hoàng thì đi làm công việc thì rất là vui vẻ, năng động, chịu khó giúp đỡ anh em. Anh đi theo em đến đây thì anh chẳng có gì hơn, anh chỉ có muốn em là bấm chuông nhanh nhanh đó. Bấm chuông nhanh nhanh đó phải không? Em có một cái cảm nhận gì về bạn nữ bên này? Anh thì thấy đẹp gái em ơi. Anh đẹp thật gái thà quá. Thì được. Anh rồi. Thật thà còn hơn bạn Hoàng nữa. Rồi bây giờ thì thôi để hai trẻ gặp mặt đi nha bà mối nha. Cảm ơn bà mối đã giới thiệu đàn gái quá dễ thương. Tôi cũng cảm ơn ông mối giới thiệu đàn trai quá đáng yêu. Rồi nghe. Vậy chúng ta mở rào. Bắt chào đầu em. Đi Hoàng. Chào em. Tấn công liền. Đứng lên con, đứng lên. Chào em. Anh đến đây có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Là một cây son ạ. Cái màu này con thích không Mai? Dạ con rất thích ạ. Em không thích thì cố gắng thích nhé. Dạ. Lần sau về anh có thể mua cho em nhiều hơn. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn em nhé. Anh có thể mở ra xem không ạ? Wow. Dạ. Như anh đã biết á, là em kinh doanh chuỗi cà phê sạch, cho nên á, là em rất trân trọng và rất là có tình yêu mãnh liệt và cà phê. Nên là em tặng anh một hộp quà này có hình em. Và em hy vọng là anh sẽ gắn cái hình anh trên này. Và em hy vọng là cái tình yêu của em dành cho anh nó mãnh liệt như là tình yêu của em dành cho cà phê ạ. Quá trời của đất lên. Anh xin cảm ơn. Nghe cho nó phê hơn cà phê luôn á. Nghe Hoàng thật nó tê người luôn rồi, Hoàng là bây giờ á khẩu luôn rồi đó. Con là bây giờ con sẽ đứng ngồi ở đây luôn đấy. Vậy em có cảm nhận khi lần đầu gặp anh như thế nào? Em cảm thấy anh rất là ưa nhìn. Con được cười cũng đẹp mà. Nói chung là cũng giống như mọi người của em. Còn về anh ạ, nhận xét em như thế nào? Em mình con người dễ thương sẵn rồi. Cảm ơn anh. Và mang một nụ cười khiến bao nhiêu người đàn ông phải chết rồi. Trời ơi. Sao nó khen nhau ngọt dữ vậy trời. Dạ, em hỏi anh một xíu là anh có thích uống cà phê không ạ? Anh thì thích vừa uống cà phê vừa uống cả em luôn. Như vậy về với em thì em sẽ pha cho anh một ly cà phê thiệt là ngon vào mỗi buổi sáng ạ. Hôm nay em đến chương trình này thì em cũng rất là thích hát luôn, nhưng mà mặc dù là hát không có được hay, nên em sẽ gửi đến anh Hoàng cũng như là cô Hồng Vân, chú Quyền Linh cùng tất cả mọi người đây một ca khúc được mang tên Nếu Được Chọn Lựa. Nếu được chọn lựa. Dạ. Hoàng đứng lên đứng kế bên Mai đi. Đó. Vậy có thể cho anh nắm tay em cho hay nó quá bớt rung đó. Chủ động được hết Hoàng à. Dạ, em xin bắt đầu ạ. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếc nuối những đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai, thì tình yêu chúng em sẽ mãi không bao giờ phai. Em xin hết ạ. Và đến với nhà gái thì con xin phép chú Quyền Linh, con cũng hát chỉ cần một đoạn thôi. Sao khóc được? Con sẽ hát bài dành cho em. Dạ. Tự nhiên con sẽ hát bài dành cho anh là sao? Không. Anh sẽ hát bài dành cho em. Anh sẽ tập trung hát bài vào dành cho đi, em. Đừng tập trung bên đây nữa. Dạ. Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười, hay những lúc vu vơ hờn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên nhau, dù cách xa trong tim hoài mong. Tình yêu anh trao em khiến em thay đổi, bình yên trong em thức giấc nhớ em, viết lên bao câu chuyện. Con xin hết ạ. Em có thấy thế nào?
Dạ, em cảm thấy rất là rồi, được rồi, hai hai đứa về ghế đi, ngồi nào. Hai đứa này là tối nay nó rủ nhau đi karaoke chắc luôn nè. Vậy theo em về quan điểm về một người chồng của em tương lai như thế nào? Dạ, thứ nhất là phải biết quan tâm chia sẻ. Thứ hai là nói chung là phải nghiêng về gia đình nhiều hơn. Sau giờ làm việc thì phải về nhà cùng nhau nấu cơm. Anh cũng vậy, anh thích rằng là mỗi buổi chiều cho dù em đi làm về đúng không? Anh đi làm về, có thể buổi chiều về nhà ăn cơm. Khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Còn đối với em thì tầm 2 đến 3 năm nữa. Đối với anh trong vòng sang năm sau thì như thế nào? Xem thử cái tình cảm của hai đứa có đủ lớn hay không. Công việc cũng như là cái kinh tế nó ổn thì mình sẽ tiến thôi. Và mỗi ngày hy sinh vì nhau một chút thôi, dành tình cảm cho nhau như vậy là quá tốt rồi. Dạ. Mình tưởng tượng 2-3 năm nữa mình tiến tới hôn nhân đi, rồi quan điểm về con trai con gái như thế nào trao đổi luôn đi. Tiền về ai giữ? Tiền thì em giữ thì ok. Tiền là em giữ đúng không? Dạ đúng rồi. Còn con anh giữ hả? Con em cũng giữ luôn đúng không? Nếu mà cả hai cùng giữ. Tiền là em giữ thì con em cũng phải giữ luôn. Không nói vậy nhưng mọi việc đều có thể sắp xếp và chia sẻ cùng nhau được. Dạ. Giờ tính sanh mấy đứa nè. Dạ, theo em thì một gái một trai. Ồ, được như vậy thì ai cũng vui mừng rồi. Anh, em hỏi xíu, anh có thích ăn hải sản không ạ? Dạ, em thì không ăn được ốc, tại vì em ăn vô thể sẽ bị ói. Vậy là trừ ốc ra đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì anh sẽ mua hàu được không? Dạ không ạ, hàu, ốc, hến, nghêu, sò. Hai đứa ấy, nói với nhau một câu gì đó tận đáy lòng của mình, nói về người đối diện, nói gì về những cái gì mà mình mong muốn mình nói hết trong ngày hôm nay nha. 30 giây suy nghĩ rồi bắt đầu chúng ta nói. Bây giờ gặp một người xinh đẹp như em thì anh cũng không biết nói gì hết, ngoài sự chân thành của anh, ngoài sự đảm bảo yêu thương và trao đến cho một người thì anh đủ can đảm để lo cho em điều đó. Thì em rất là thích anh về ngoại hình cũng như là cách trò chuyện của anh. Cũng mong là hai chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và sau đó sẽ tiến xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn em. Hết thời gian. Hãy để tay nước bấm và chúng ta kiểm tra lại con tim mình một lần nữa xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. 3, 2, 1. Thời gian. Bấm cùng một lúc luôn. Bấm đó. Bấm hết luôn. Chúc mừng. Rất hợp lý. Cần có tem được. Rất hợp tình, rất hợp với lẽ trời. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời mà chú Linh nghĩ rằng là hai con đã chọn đúng thời điểm đó. Thôi bây giờ Hoàng nè, Hoàng hãy hướng về ống kính. Ở đó ba mẹ và gia đình của Mai đang xem. Hoàng hãy xin thưa và gia đình hãy cho phép tụi con hẹn hò với nhau và tìm hiểu rồi tiếp tới con làm cái gì đó, nói đi. Con xin chào bố mẹ của Mai. Con là Hoàng. Nếu như ba mẹ cho chúng con tạo điều kiện giúp đỡ, là nguồn động lực để cho hai con tiến tới một tình yêu đẹp đẽ và có một kết thúc có hậu. Em xin phép anh trai cho em thơm lên thơm lên mái tóc của em được không? Vậy anh trai có nguyện cho em không? Tức là cho em hôn má của em Mai thôi. Em có thể nhắm mắt lại dùm em được không? Dùm anh. Như vậy thôi. Hai bạn này rất là e ấp nè. Bây giờ chúng ta sẽ có những món quà từ chương trình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân,
Daikyo San sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy Ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyo San phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Chờ mai đi trước mình đi sau để bảo vệ em gái bé nhỏ. Mối tình thứ hai thì do cô ấy cũng đồng ý sớm á, nên khi mà tìm hiểu á, em sợ trong khi tình yêu mình không biết là mình có chân thật không á, nên chia tay cô ấy. Ủa lần sau nữa em? Xin mời gia đình nhà gái. Ủa Linh, về. Về phải mời nhà trai. Chào ông trai. Chào dạ, chị Hồng Vân ạ. Và bạn nữ còn kế bên. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Đoàn Văn Phúc. Năm nay mình em 32 tuổi, sinh ra Bản Lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên Ủy ban nhân phường 15 quận 5. Là quận bên tôi đó Linh ơi. Đúng dạ. Rồi đó. Nha, đó, đây dạ, đúng quận đi. Rồi, đúng phường luôn rồi. Tôi với ông đổi chỗ không? Rồi, cưng giới thiệu về mình đi. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Trúc Phương, em 27 tuổi, đến từ Bến Tre và hiện tại thì em đang là nhân viên phòng thí nghiệm tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vậy hả? Tức là cưng làm ở Củ Chi hả? Dạ em làm trong khu du lịch Mộc Thắng Việt Nam ở Củ Chi ạ. Ồ, trời hôm nay cỡ nào tôi cũng phải gả nhà gái cho bên nhà trai nè. Rồi, em trai. Em dạ. Làm ở phường, em làm cụ thể làm cái gì? Dạ, công việc ở phường em làm văn phòng thống kê ạ. À. Là thống kê mấy cái sân khấu mà bán vé này kia đó. Dạ. Dạ không ạ. À. Em là thống kê, là em tổng hợp số liệu như điều tra kinh tế hay điều tra dân số hay là những số liệu về bán vé giả với đồ đó. Dạ không ạ. À. Rồi là em có công tác thêm thu thuế đất thêm cho phường thôi. Dạ. À. Rồi có liên quan gì tới sân khấu và bãi xe gì không? Dạ thì ở công tác ở phường thì nó sẽ có thêm một số, ví dụ như là mình cũng chạy những cuộc hội nghị á. Thì mình em có thể hỗ trợ thêm chạy chương trình hay làm MC á. Rồi hay quá, vậy là có không vậy? Nhờ rồi đó. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ về điểm mạnh thì tính tình của em dễ chịu, vui vẻ, cũng hòa đồng, hay giúp đỡ bạn nữ trong phường. Hay giúp đỡ bạn nữ trong phường hả? Dạ đúng, bạn rồi. Nữ nam sao nữ. Sao kỳ vậy? Dạ như là như trong phường thì đôi khi một số bạn nữ sẽ có công việc như phiên giác hay này kia thì đúng rồi, nhưng bình thường thôi. Dạ. À, tức dân là mình nghi ngờ chỉ biết nữa. Không, mình xài chữ là mình ga lăng với đúng phái rồi, nữ là vậy đó. Ông Lê Tuấn Anh ông ga lăng kinh khủng lắm. Đừng có đốt nhà ông nội. Dạ. Có cái điểm yếu nào không? Dạ, điểm yếu thì tính em cũng gục ghè như đám đông. Còn em nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ thưa chị, thì điểm mạnh của em á là em là người vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm mọi người. Em thích nấu ăn và cũng có một chút xíu năng khiếu về nghệ thuật như là vẽ hay là hát. Còn về điểm yếu thì em là một người khá là nhạy cảm, với lại là em rất là dở những cái môn thể thao á chị. Ừ, thực ra nhạy cảm mới làm nghệ thuật được. Rồi. Nhưng mà nhạy cảm có nhiều vấn đề. Bạn trai có đường tình duyên thế nào? Dạ thì đến nay 32 tuổi em được trải qua hai mối tình, thì một mối tình gọi là tình đơn phương thôi, thì em cũng thích một cô thì cũng được khoảng 3 năm, thì nhưng mà nhiều khi em cũng cố gắng, nhưng mà đôi khi là do quan điểm của khác biệt á, em thích sự yên tĩnh nhẹ nhàng, thì cô ấy thích sự ồn ào, nên đôi khi không thể nào đến được với nhau. Dạ còn mối tình thứ hai thì đúng do cô ấy cũng đồng ý sớm á, nên khi mà tìm hiểu á, em sợ trong khi tình yêu mình
không biết là mình có chân thật không á nên chia tay cô ấy. Ủa lần sao thôi nữa em đi dạ, mấy năm loại, dạ đại loại như vậy nè anh. Để tôi phải cứu bồ, tôi cứu bồ phường tôi mới được dạ. Ừ. Giống như là em cô ấy đến với nhau rất là nhanh. Em sợ tình yêu đó không chân thật cho lắm đó, hiểu. Nên em đã chủ động nhắn tin chia tay cô ấy đó. Dạ. Em đã chia tay người đó bao lâu rồi? Dạ khoảng được 2 năm hơn ạ. 2 năm hơn, từ đó đây em chưa quen một người nào nữa hả? Dạ trách nghiệp ha, dạ trách nghiệp ha, dạ trách nghiệp á đúng không? Dạ. Hy vọng ngày hôm nay á là giải mã được nha. Dạ. Để okay. Anh Hoa anh hỏi bên kia dạ, coi dạ. Nếu người ta đồng ý liền là khoan nha. Từ từ. Phải sau tháng mới được. Chào em gái dễ thương. Cái đường tình duyên của em sao? À, dạ thì em chỉ trải qua một mối tình thôi mà nó cũng kết thúc cách đây hơn 8 năm rồi ạ. Dạ, và trong khoảng 8 năm đó thì 8 năm sau này á thì em cũng có thích một vài bạn nhưng mà không có tiến tới ạ. Ngại hay sao? Dạ tại vì em cũng có tỏ tình á anh nhưng mà bị từ chối. Anh tỏ tình luôn hả? Dạ. Nào kỳ lạ trời. Sao dễ thương gì mà từ chối à, thiệt tình luôn. Dạ, hôm nay em lên đây thì em nghĩ rằng cái người bạn bên đây á sẽ là em thử tưởng tượng coi bạn có giống như cái điều mà em nghĩ không. Em thích một người con gái là dịu dàng, dễ thương, hiền lành, cùng em san sẻ công việc gia đình. Quan điểm của em là thì xã hội công bằng, dân chủ văn minh, nàng ông rửa bát, nàng mà nấu cơm. Dạ. Rồi nhưng mà rồi ngoại hình thì sao nè? Thấp hơn em chút xíu cũng được. Dạ. Em cao mét nhiêu? Dạ em mét 64. Em mét 64, em mét nhiêu cưng? Dạ em mét 61 ạ. À đó đó. Mẫu hình lý tưởng nào nói cho dễ hiểu đi. Ừ. Một cái người nào mà em có thể nghĩ tới á. Ừ. Em thích ai? Dạ. Mi. Hả? Mi gì? Mi du. À Mi du. Dạ. Mi du. Thích dạ. Một người giống nói như Mi du. Nói cho nó rõ nha. Dạ. Thích mà ngại không chịu nói là sao? Ngại. Em nói Mi du mà em lên tông là mệt lắm. Dạ. Nha. Nói chứ cưng dễ thương lắm á. Được rồi. Còn em sao? Dạ về mẫu người lý tưởng của em á thì về ngoại hình á sẽ có hai cái kiểu người mà làm cho em thu hút. Thứ nhất đó là cái người mặt hiền mà hay cười. Còn thứ hai là hiền cái người mặt cười. Lạnh lùng giống như kiểu mà cầu thủ Lương Xuân Trường ấy. Dạ. À đây. Đây là mẫu hình lý tưởng. Nhưng mà đây dạ. Là cái tiếp người lạnh lùng. Dạ. Nhưng mà bạn lại nói là cái tiếp người trên là nhìn vô mặt dễ thương hay cười. Đó thì em là tiếp thứ nhất á. Em trai đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với lại sếp và mấy cô là mấy đồng nghiệp trong cơ quan. Dễ thương ghê, dễ gây ấn tượng lắm á. Thưa chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Hôm nay thì là thủ trưởng của bạn Phúc. Bạn Phúc thì ở trong đơn vị thì hết sức là hiền lành, chất phác, làm việc rất là có tâm và đầy trách nhiệm. Thì bạn Phúc này thì ngày thất tịch đó, người ta ăn có một chén chè hà để có bạn gái để bạn ăn. Mỗi năm bạn ăn một nồi chè mà 7 năm nay rồi. Chưa có bạn gái. Bạn chưa có bạn gái. Về bạn nữ bên đây thì chắc chắn là sẽ hợp với gu bạn Phúc. Bởi vì bạn nữ bên đây là tóc đen, rồi mái tóc ngang vai, nói năng nhỏ nhẹ, rất là dễ thương. Đến với chương trình hôm nay thì cũng là cái duyên. Thì thôi hai bạn tìm hiểu với nhau, rồi chúng ta có cái kết. Đó là do hai bạn quyết định. Cuối cùng thì cũng rất là cảm ơn chỗ chị Hồng Vân đã ủng hộ hết mình cho phường nhà. Cũng động viên bạn phường nhà cố lên dạ, đó, xin cố hết. Lên phường nhà cố lên. Em nè, em đi với ai? Dạ em đi với em họ và các bạn đồng nghiệp ạ. À rồi xin mời đại diện nhà gái. Chào anh Miền Linh với chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả. Nói về bé Phương á thì bé Phương nó rất là hiền, biết chia sẻ với mọi người, hòa đồng nữa, nấu ăn rất là ngon. Cái này thì khỏi chê. Còn bạn bên đây thì chị thấy hơi chút nhát nhưng mà chắc cũng hợp với em á. Nói chung là nếu được thì hai đứa cho nhau cơ hội. Mở rào đi. Qua đi. Anh tặng em ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi đây, đồ của mình đây. Dạ em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Ừ, cảm ơn em. Rồi, mở anh ra có thể lấy cho xem. Dạ đây là một bức tranh bằng giấy gió mà em tự vẽ. Và em rất là thích cái loại giấy này tại vì nó là làm hoàn toàn thủ công luôn. Và nó rất là để được rất là lâu, khoảng vài trăm năm lận. Nên em hy vọng rằng là nếu mà mình hôm nay mình có tiến tới được với nhau đó, thì mong là nó sẽ bền lâu giống như cái tờ giấy gió này. Dạ, ở phía sau nó còn có một bí mật nữa thì anh. Đây là cái hình mẫu lý tưởng mà trước khi mà đi á, em tự vẽ ra thôi. Anh xem thử coi giống anh được bao nhiêu phần trăm. Trời ơi, giống dữ trời.
Giống mà nha. Cái hình đeo kiến luôn nè. Sao giống quá vậy? Đúng không? Sao tự nhiên em lại nghĩ? Trời ơi. Giống y chang luôn á thiệt mà. Dạ dạ. Rồi đó, hai đứa cảm nhận về nhau đi. Dạ anh thấy em là người thế nào ạ? À? Anh thấy em người dễ thương, hiền lành, thích nấu ăn thì anh cũng thích nấu ăn là được rồi. Tại anh nấu ăn không giỏi lắm, anh chỉ biết rửa chén thôi. Tại hồi trước anh hay đi bộ đội á, nên mấy công việc rửa chén hay giặt đồ hay này kia thì anh biết. Vậy anh nghĩ như thế nào khi mà anh, nếu mà anh quen một người là con một á, tại vì em là con một trong gia đình á, thì em cũng có nhiều việc phải lo, thì anh có bận tâm gì không ạ? À? Không, không có gì hết. Tại vì thật sự ra thì yêu nhau thì mình cùng nhau san sẻ, giúp đỡ nhau, vượt qua thì lúc đó mới thấy là chân tình. Em có cảm nhận như thế nào về anh? À? Dạ, đầu tiên là em thấy anh đang rung á. À, thì dạ, anh rung anh... thì anh hay nói chuyện với bạn nữ thì thường anh hay rung lắm, nên lý do tại sao mà anh giờ vẫn còn ấy. Cho anh hỏi là em sống ở đâu ạ? À? Em hiện tại là đang sống tại Củ Chi ạ. À. Củ Chi thì có thể nếu mình tới với nhau á, thì có thể cuối tuần thứ bảy nhật thì anh có thể xuống Củ Chi. À, dạ thường á, tại vì em làm khu du lịch đó anh, cho nên là thường thì cuối tuần thì em sẽ làm và em chỉ được nghỉ ngày thứ hai thôi. Rồi xong. Không sao, thì lúc đó thì thật sự ra Sài Gòn mà từ quận 5 về Củ Chi cũng gần, không sao đâu. Thì một tiếng đồng hồ thôi thì có thể mình gặp nhau. Rồi vậy là được ha. Giờ mình bàn coi khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được em trai. Theo em thì bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân á? Dạ em thì em không có bị giới hạn về độ tuổi á, tại vì kiểu em chỉ thấy khi nào thích hợp thì cưới thôi. Anh có gấp kết hôn không anh? Thật sự ra thì anh cũng 32 tuổi rồi. Nếu mà có thể nhanh thì anh cũng muốn nhanh chút xíu. Tại thật sự ra 32 tuổi cũng độ tuổi trưởng thành để lập gia đình rồi. Dạ, dạ nhanh là bao lâu anh? Có thể ví dụ như mình quen có thể 1 năm hay 2 năm có thể tìm hiểu cũng được. 5, 6 tháng gì gấp. Dạ. Tại vì em sợ bạn nữ nhiều khi con gái người ta sẽ khi mà yêu đương yêu một người thì người ta sẽ khó khăn hơn. Nếu mà gấp rút mà 6 tháng được không? Hỏi đi. 6 tháng là baby good lắm rồi. Thật sự em cũng thích lắm. Trời tại vì ở phường cũng nhiều người cũng nói là em lấy chồng lấy vợ đi. Để lâu quá. Không rồi. Để mời mấy cô đi đám cưới nữa. Nên em cũng nếu được thì 6 tháng thì rất là very good. Lấy vợ được nha, đừng lấy chồng nha. Dạ. Dạ bị liệu ạ. Dạ. À, rồi. Hồi hộp quá đúng không? Dạ. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái hát bài cho đổi hồi hộp nào. Dạ, em không biết ca mấy bạn gái ca hả? Dạ. Cứ bước tới nắm tay bạn gái lên cho dạ, trao cảm xúc với nhau. Rồi bạn gái hát gì hát đó. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Nắm tay. Đó bắt tay luôn. Nắm gì vậy Phúc? Dạ nắm tay vậy. Hả nắm sao kìa? Dạ nắm tay vậy. Nắm. Nắm tay. Ừ. Nắm hai tay luôn coi, nắm tay bên kia nữa coi. Rồi coi tay bạn nắm rồi cái cảm giác sao? Hả? Cảm giác điện giật. Bạn gái có thể hát tặng cho bạn trai một bài. Em sẽ tặng anh một bài hát ạ. Trưa nay không có mưa rơi ở trên đôi bờ vai. Chiều nay không có anh em buồn như lớp xưa. Chiều nay góc phố cũng biết buồn thò bãi cuối con đường. Chiều nay không có mưa rơi em lần em. Rồi, hát hay quá. Cảm giác thế nào nói bạn gái biết. Đừng cứ buông tay ra, nắm tay cứ nắm tay thế. Em cảm giác thì thật sự là em rất là vui, thích. Thì giống như là sau này ví dụ như đám cưới thì giống như có bạn ca thì cũng được. Tại vì em thích đám cưới mà thay cho dâu chú rể cùng ca, xong ca lắm. Rồi thôi thôi bấm luôn rồi. Em không có. Kệ. Sao? Em nói một câu gì đó thật ngọt ngào với cô gái đi. Để mình thuyết phục cô ấy sẽ bấm. Bởi vì giờ em bấm rồi đó. Tại sao em phải ế trong khi anh đang ngồi kế bên? Ôi ơi. Rồi, bây giờ nè. Mình quyết định nha, trong 3 tiếng đếm nè. 1 2 3. Thời gian. Em không bấm hả? Em bắt tay anh.
Dạ, thì em rất là vui khi mà hôm nay tới đây được gặp anh, và anh thật sự là một người rất là tốt luôn. Nhưng mà chắc là do cái cảm giác trong em á là chưa có đủ để mà em bấm nút. Thì hy vọng là mình vẫn có thể làm bạn, biết đâu sau này có một ngày là mình có thể tiến tới một mối quan hệ tốt hơn sau khi mà mình tìm hiểu kỹ hơn. Hãy mở lòng ra, hãy đón nhận những điều mà chúng ta xem như là có cơ hội để chúng ta gặp đấy nha. Hãy suy nghĩ lại, anh mong rằng hai đứa sẽ cố gắng kết nối nhiều hơn nữa. Cố gắng nha. Dạ dạ. Rồi thôi, mình tặng quà thôi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan, thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn tình cảm quý vị đã luôn luôn theo dõi Bạn Muốn Hẹn Hò, ủng hộ các cặp đôi chúng tôi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xin chân thành cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, con muốn tìm người yêu là có sự chín chắn, có sự vui vẻ, hoạt bát, vui luôn, anh này vui và đủ để làm điểm tựa cho con. Thì cô ấy sẽ có tính tự lập. Quá tự lập luôn. Là một người phụ nữ mà biết yêu thương gia đình. Hôm nay lên đây anh nó hơi rụt rè hay sao mà nghĩ nếu mà anh ở ngoài ăn mà cái tính anh như vậy thì chắc bị chín ăn hiếp. Nói cái này hơi ngại xíu nhưng mà con là ế từ trong bụng mẹ ra. Các em không phải tìm kiếm xa xôi đâu nữa, có anh đây rồi. Và anh sẽ luôn là bờ vai vững chắc để em tựa vào một khi có khó khăn gì thì luôn vững bước cho cuộc sống. Chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam.